Chào mừng các bạn đã đến với video của mình ngày hôm nay. Và trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập một đề trong phần Speaking Part 1. Và đây là đề thi thật trong những đợt thi gần đây. Và cụ thể hai chủ đề chúng ta sẽ nói trong ngày hôm nay chính là Working Style và The Internet. Trước khi đi vào bộ đề cũng như là câu trả lời mẫu cho những câu hỏi của đề này, chúng ta sẽ nắm lại format của phần Speaking Part 1. Trong phần nói đầu tiên này, bạn sẽ được hỏi về hai chủ đề. Mỗi chủ đề như vậy sẽ có 3 câu hỏi. Như vậy bạn sẽ phải trả lời 6 câu hỏi. Tổng thời gian để bạn trình bày đó là 3 phút. Và trong quá trình làm bài, trên màn hình sẽ hiển thị cả 6 câu này luôn ngay từ lúc đầu. Và 6 câu này sẽ không biến mất trong 3 phút này. Và đây chính là đề thi chúng ta sẽ luyện ngày hôm nay. Now, let's talk about working style. 1. Are you a night person or morning person and why? Would you prefer to work as part of a team or as an individual and why? What kind of people do you like to work with? Let's talk about the internet. Can you access the internet from where you work or study? How does the internet help your work or study? And what are the notes for internet users? Như vậy, với chủ đề đầu tiên là working style, phong cách làm việc. Câu hỏi số 1, bạn là một người hoạt động về đêm hay là một người hoạt động về ban ngày và tại sao? Câu số 2, bạn thích làm việc theo nhóm hay là làm việc cá nhân và tại sao? Câu số 3, bạn thích làm việc với những người như thế nào? Chủ đề số 2, the internet. Câu số 1, bạn có thể truy cập Internet từ nơi bạn làm việc hay là từ nơi bạn học không? Câu số 2, Internet giúp bạn trong công việc hoặc là trong việc học như thế nào? Number 3, có những lưu ý gì đối với người sử dụng Internet? Và bây giờ bạn có thể dừng video lại đâu đó khoảng 1 phút. Bạn hãy suy nghĩ một chút ý tưởng cho những câu trả lời này. Bởi vì những gì mà gọi là ý tưởng của bạn á, thì bạn có thể nhớ lâu hơn và bạn có thể sử dụng trong lúc thi thật. Còn sau đây, mình sẽ cung cấp một vài gợi ý để bạn có thể trả lời những câu hỏi này. Now, let's start với chủ đề về cooking style. Mình sẽ có câu trả lời như sau. Ở đây, mình không có giới hạn là 3 phút như lúc quá trình bạn thi thật. Mà trong phạm vi của video này, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết từng câu hỏi. Và mình sẽ trả lời tốt nhất cho mỗi câu hỏi, ở mục đích là để luyện tập thôi. Now, so I'm more of an early bird because I feel more energetic and productive during the early hours of the day. I find it easier to concentrate on complete tasks in the morning. And I enjoy the peacefulness and calmness of the morning hours. Between working as a team or as an individual, I prefer to work as part of a team. By working with others, I can have a diversity of ideas and share responsibilities, so we can have good solutions and better outcomes. To take the advantage of a team, I enjoy working with people who are motivated, collaborative, and open-minded. When I work with them, I can learn a lot from them and be motivated to do my best to achieve my goals. Besides, they are approachable to listen and give feedback about my suggestions. Overall, those are the ones who I wish to have in my team. Như vậy, câu trả lời của mình sẽ không phải là trả lời từng câu hỏi một cách tách biệt, mà mình sẽ liên kết tất cả các câu, các ý của ba câu này tạo thành một bài nói dài. Như vậy, bạn có thể thấy đây là ý đầu tiên mà mình trả lời cho câu hỏi số 1. An early bird là một từ đồng nghĩa là morning person. Khi bạn định nghĩa rằng bạn là một người hoạt động về ban đêm hay là hoạt động về ban ngày, có nghĩa rằng bạn làm việc năng suất và hiệu quả nhất trong khoảng thời gian đó. Vậy thì mình sẽ nói đó là tôi thì thiên về là một người hoạt động về ban ngày. Bởi vì tôi cảm thấy energetic là năng lượng và làm việc hiệu quả hơn, productive, năng suất hơn trong những giờ sớm của buổi ngày. Và tôi cũng thấy nó dễ dàng cho tôi hơn để tập trung và hoàn thành những công việc trong buổi sáng. Tôi thích sự bình yên và sự tĩnh lặng của những giờ sáng sớm. Ý tiếp theo, mình trả lời cho câu hỏi số 2.
Giữa việc làm việc với nhóm hay là làm việc cá nhân thì tôi thích làm việc theo nhóm hơn. Bởi vì làm việc với người khác thì tôi có thể có được sự đa dạng về ý tưởng và chia sẻ trách nhiệm với nhau. Vì vậy chúng tôi có những cái giải pháp tốt và có những kết quả tốt hơn. Vậy mình đã trả lời cái câu mà mình lựa chọn ha, đó là tôi làm việc theo nhóm. Rồi sau đó mình giải thích chi tiết hơn là tại sao mình lại thích làm việc theo nhóm chứ không phải là cá nhân. Thì đây là những lợi ích của việc làm việc theo nhóm, teamwork. Và ý tiếp theo mình sẽ liên kết với lại với ý số 2, đó là mình thích làm việc theo nhóm rồi đúng không? Và trong nhóm như vậy để có thể tận dụng được những lợi thế của một nhóm, tôi thích làm việc với những người mà motivated, nghĩa là có động lực, collaborative là dễ dàng hợp tác và open minded, cởi mở về tư duy. Và khi tôi làm việc với họ, tôi có thể học nhiều thứ từ họ và được tạo động lực để làm hết sức có thể đạt được mục tiêu. Bên cạnh đó, những người như vậy thì dễ dàng tiếp cận, approachable để có thể lắng nghe và cho tôi nhận xét về những đề xuất của tôi. Nhìn chung thì đây là những người mà tôi muốn có trong một team của tôi. Như vậy mình sẽ có những cái từ gọi là thay thế, những từ đồng nghĩa và những từ nâng cao một chút để bạn có thể đưa vào trong bài nói của bạn, thể hiện được cái sự đa dạng về từ từ vựng cũng như là cấu trúc câu. Và thấy khi chuyển từ câu này sang câu nọ nó rất là tự nhiên đúng không? Chứ không phải là mình đang kiểu vấn đáp, trả lời câu này rồi sau đó đến câu kia mà không có sự liên kết gì hết. Anyway, rồi đó là câu trả lời cho chủ đề số 1 là working style. Còn chủ đề về internet, truy cập internet từ nơi làm việc hay là nơi học không? Và internet giúp gì cho việc, cho công việc cũng như là trong việc học? Có lưu ý gì cho đâu cho những người sử dụng internet? Now my answer is I have access to the internet both at my workplace and at my study location because my workplace offers free Wi-Fi, so I can easily connect to the internet whenever I'm at a company. I use it for various purposes such as research, communication, and accessing online resources. I cannot imagine a life without the internet, as it's become a indispensable thing in my daily life, in my daily activities. However, I know that a coin has two sides. The internet is dangerous besides its endless benefits. Therefore, here are some notes for the internet users. You shouldn't spend too much time online, as it can destroy your relationships, social interactions, and learning or working performances. Instead, you should participate more in physical activities such as playing sports, hanging out with friends, going on picnics with families, and so on. By doing so, you can take advantage of the internet and limit its negative effects. Với câu trả lời của mình cũng là sự kết hợp của ba câu hỏi. Câu đầu tiên đó là tôi có thể dễ dàng truy cập internet cả nơi làm việc và ở cái nơi mà tôi học. Bởi vì nơi làm việc của tôi cung cấp free wifi, cho nên tôi có thể dễ dàng truy cập vào internet bất kỳ khi nào tôi ở công ty. Tôi sử dụng internet cho nhiều mục đích khác nhau như là nghiên cứu, giao tiếp và truy cập các nguồn tài liệu online. Như vậy với cái ý thứ hai này thì mình đã trả lời cho cái câu là internet giúp gì cho công việc cũng như là cho việc học đó. Và tôi không thể hình dung ra một ngày mà không có internet, bởi vì internet đã trở thành một phần không thể thiếu cho những cái hoạt động hàng ngày của tôi. Và cuối cùng lưu ý cho người sử dụng internet. Tuy nhiên tôi biết rằng mọi thứ đều có hai mặt. Ở đây mình sử dụng một cái idiom là a coin has two sides. Và internet cũng nguy hiểm bên cạnh những cái lợi ích vô tận của chúng. Do đó mà đây là một vài lưu ý cho những người sử dụng internet. Bạn không nên dành quá nhiều thời gian online, bởi vì nó có thể phá hủy mối quan hệ của bạn, những cái tương tác xã hội và kết quả làm việc hay là học tập. Thay vào đó, bạn nên tham gia nhiều hơn các hoạt động thể chất như là chơi thể thao này, gặp mặt bạn bè hay là đi picnic với gia đình, vân vân. Bằng cách làm như vậy, bạn có thể tận dụng lợi thế của internet và giới hạn những và hạn chế những cái ảnh hưởng tiêu cực của nó. So, this is the answer for the internet. Okay, so by doing so, you can have a good answer for your speaking test. Như vậy, bạn đã biết cách
để liên kết tất cả các ý tưởng với nhau. Và hy vọng rằng khi bạn gặp hai chủ đề này, bạn có thể dễ dàng trả lời mà không gặp bất kỳ khó khăn nào hết. Hãy nhớ nhé, mục tiêu của phần thi nói là bạn hãy trả lời hết cả 3 phút. Cho nên dựa vào khả năng của bạn, bạn có thể 3 phút một bạn có thể trả lời trong một chủ đề 3 câu hỏi. Nhưng sẽ có những chủ đề mà gọi là khó khăn hơn với bạn, thì bạn phải căn thời gian để có thể trả lời nhiều câu hỏi nhất có thể khi mà mình chưa có nhiều ý tưởng để nói. Cho nên mình sẽ không có một câu trả lời chính xác là bạn phải trả lời chỉ một chủ đề hay là hai chủ đề. Câu trả lời là hãy tận dụng hết thời gian 3 phút người ta cho. Sau, hy vọng rằng bạn sẽ đạt được kết quả sớm và kết quả tốt cho kỳ thi sắp tới. See ya, bye.